cuối lơ pì nòng ơi, chữ cuối và nòng lơ pì nòng ơi. Cuối chiều lơ pì nòng ơi. Cuối tây này chín mát hơn pì nòng ơi. Cuối chiều kinh van hơn. Ây da, khai cả nơ bố đấy chắc nghe cuối. Bố chắc là nơ này ngô, ốc tu ngô nhám nghe khá ốc con mà đắm cả này luôn. Ngô có bẩn lắm. Mà lâu khai cuối bẩn đấy lâu chẳng bị xèn dự iPhone tiếp hà nó. Khai cuối bên đấy thì có mà iPhone cầu ship cầu ốc tôi chẳng bị chèn dự hết. Tôi hắn mốc rác em ạ. Hay là mơ khai ngô nghe cuối chiếu để biết. Đấy, đấy. Nghe cái lấy nó. Xuyên thôi. Xuyên đúng không? Ừ. Này. Này. Ôi. Cuối một năm nhám phế. Kinh này van, ngon lắm. Van không? Ừ. Phải thử. Ô, cuối cái lăng. Lăng có phút. Hưng hưng à. Đổi món tao đấy mà. Chín củi tây tao bứa. Năn năn chín củi chiếu. Bây giờ ngô có hắn một cái rác à. Mường khai ngô nghe quê tây đấy mi. Ừ. Khi lai chè này. Ngô tao khai tông nghe củi chiếu cũng mơ thôi. Ờ, này. Ấy dô. Củi tây giống cái đằng mà tấn mà nên hả? Thế là mờ khai của nghe em để mít. Ừ. Ấu ngọt thêm nghe rồi. Nghe hết mà. Ím mà. Ôi. Ừ. Bình ngô mà khai là cùi nè. Ừ. Bình cũng theo cùi đó. Ai chắc bên này tầm trầu ngon mà mơ khai kiểu bên phe này chẳng lấy bữa đơn rồi nó nô. Ừ, vừa khai liệu vừa đại kiến im mà. Ờ, ngon tao im mà. Ừ. Kiểu bên này là mưa lươn nắm cẩn chín ngay á. Ừ, bận mưa à. Ờ. Tụi mẹ chú lươn đang thảo chèn nữa. Ờ, mưa, mưa. Ê thôi. Đồ khai liệu cuối ấy, tọ chèn chút thầu nữa. Quan chẳng muốn. Cái hơi phân à. Khó nghĩ thay. Ôi à. Nắng quá nơ lại cuối cùng lau tùng khai liều ý cuối. Tao khoảng đấy chết im hết. Tò. Ôi nổ. Tò bớt chen này tắm đâu này cú lau. Lọ bớt chen này mà giữ cuối mà chết. Cuối cùng lau tao vẫn mi bớt chen này. Nó mi lái lạc xuống. Thế này nó. Bên phải là tung nằm khai được xuống. Mắc cuối chỗ liều nhá. Ấy à, kiểu này khách hàng kiểu mòn một thiết nổ. Khó hiểu khách mừng.